tác phẩm địa phong thủy Phú Quý Mãn Đường đạt kỷ lục về tác phẩm địa gốm đắp nổi trọng khắc lớn nhất, có đường kính 137,5 cm, nặng 400 kg, được chế tác liên tục trong 2.500 giờ. Tác phẩm Thiền Thử Thiên Phong Ấn đạt kỷ lục Guinness về tác phẩm điêu khắc linh vật thần thoại bằng gốm lớn nhất, có khối lượng nặng 1.500 kg, với chiều dài 173 cm, rộng 110 cm và cao 78 cm. Hai tác phẩm chế tác đặc biệt này là tiêu biểu cho hướng đi mới trong gốm và ghi dấu trên trường quốc tế nhờ bàn tay khéo léo và đầy nhiệt huyết của người nghệ nhân Việt Nam.